Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thật là một cái vinh dự cho chúng tôi để được có mặt với anh chị em trong buổi tối hôm nay. And to be with this guy here. Với đại gặp mục sư Khánh trong ngày hôm nay. He has captured my heart. Mục sư Khánh đã nắm được tấm lòng của tôi. I think he's captured Jennifer's heart too. Lại cũng đã bắt được tấm lòng của cô Jennifer nữa, cô Hạnh nữa. So he has been serving on our board as he mentioned to you. Mục sư Khánh cũng đã phục vụ và nhận trong ban lãnh đạo của ban quản trị của mục vụ của chúng tôi. Yeah, the Great Commission Coalition came out of a call to focus on Asia. Chức vụ mà đó là sự hiệp tác cho sứ mạng vĩ đại của Chúa, nó được sản sinh ra từ cái sự kêu gọi để phục vụ hội thánh của Chúa ở tại Á Châu. I'll just give this little history that may help. Tôi muốn chia sẻ một ít cái dòng lịch sử mà tôi tin rằng nó có thể giúp đỡ để quý vị có thể hiểu được. I was serving as a pastor on Long Island, New York. Lúc bây giờ thì tôi là mục sư đang quản nhiệm một hội thánh ở tại đây. Long Island thuộc bang New York. But very involved in the greater New York area with prayer and focus on mission. Và lúc bây giờ thì dự phần vào ở trong công việc để hiệp tác ở trong cái mạng lưới cầu nguyện cho New York và vùng phụ cận. Prayer had become very very important to me, a call from God many years earlier. Cầu nguyện nó là một cái sự tập trung trong đời sống của tôi nhiều năm về trước khi Chúa ngài kêu gọi chúng tôi. But on a trip to India in October of 1996. Trong một cái chuyến đi của chúng tôi đến Ấn Độ vào trong năm 1996. God visited me. Chúa ngài đã thăm viếng tôi. In the middle of the night. Ở trong một buổi tối giữa đêm. I found myself rolling out of the bed in a little sleeping place. Tôi bắt gặp chính mình lăn ra khỏi giường ở trong một cái chỗ mà chúng tôi được cho ngủ nghỉ tại đó. The presence of God had filled the room. Và sự hiện diện của Chúa đã làm đầy dẫy căn phòng đó. And for the next several hours, all I could do was weep. Và nhiều tiếng đồng hồ sau đó, tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. How could it be that after 2,000 years, hundreds of millions had never yet heard. Làm sao có thể được sau 2000 năm mà còn bao nhiêu triệu người chưa được nghe đến tin lành của Chúa? God was sharing his broken heart, his passionate heart for lost people. Chúa ngài chia sẻ với tôi tấm lòng của Chúa đang rạn nứt đối với sự lạc mất của bao nhiêu triệu người. I'd never understood it like that before. Tôi chưa hiểu về cái tấm lòng của Chúa như vậy trước đó. All I could do was repent and say, "Oh Father, I'm so sorry." Và lúc đó điều duy nhất mà tôi có thể làm đó là ăn năn ở trước mặt Chúa và nói rằng, "Trời ơi, xin tha thứ cho con." How could it be that after so many years of serving you, I never really understood? Và làm sao có thể hiểu được, bởi vì con đã hầu vì Chúa trong nhiều năm mà con chưa hiểu được tấm lòng của Chúa và sứ mạng vĩ đại như thế này. There is an overwhelming sense of grief or loss. Và có một cái tinh thần hay là một cái bầu không khí của đau đớn và thương xót cho những người lạc mất. All I could do was weep and repent. Và tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó đó là khóc và ăn năn. After several hours of this, the sun began to come up. Và sau một nhiều giờ đồng hồ như vậy thì khi mặt trời bắt đầu ló dạng. There were children at a school in the compound where I was. Thì những trẻ em ở trong cái trường học ở cái khu mà người ta cho tôi ở đó. And they had come and begun to sing. Và chúng nó bước ra và bắt đầu hát. And the burden began to lift a little bit. Và thì cái gánh nặng cho những người lạc mất đó bắt đầu được nhẹ đi một chút. And in that little room, I got up and I began to pace and say, "It's no longer acceptable that 2,000 years have passed and hundreds of millions have never yet heard." Và trong cái giây phút thì tôi đi lại ở trong cái phòng đó
và nói rằng không thể chấp nhận được sau 2000 năm và vẫn còn bao nhiêu triệu người chưa được nghe đến tin lành của Chúa và chưa được cứu. I believe God was praying his prayer through me. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đã cầu nguyện cái lời cầu nguyện của Ngài xuyên qua môi miệng của tôi. And making that declaration through me. Và đã công bố cái lời công bố đó qua môi miệng của tôi. It's no longer acceptable. Không thể chấp nhận được. That 2000 years have passed. Đó là 2000 năm đã trải qua. And hundreds of millions have never yet heard. Và hàng trăm triệu người chưa được nghe đến tin lành của Chúa. God was initiating. Đức Chúa Trời đã khởi đầu. He had decided. Ngài đã quyết định. It was no longer acceptable. Đó là không thể tiếp tục diễn ra, không thể chấp nhận được. I was in southern India, but I'd visited earlier with somebody from northern India. Lúc đó thì tôi đang ở phía nam của Ấn Độ và trước đó một thời gian thì tôi có thăm viếng cái vùng phía bắc của Ấn. And I felt at that moment that we needed to connect New York City, where I was from, to that region of northern India. Và lúc đó tôi cảm nhận rằng phải có một sự nối kết của tiểu bang New York và phía bắc của Ấn Độ. What happened during that time was the catalyst for me to leave pastoral ministry in New York. Và lúc bây giờ thì tôi được có một cái vai trò được giao cho, đó là tôi hướng dẫn cái sự cầu nguyện cho các mục sư ở tại tiểu bang New York. And to move to Houston, Texas. Và tôi đã chọn cái quyết định là dọn đến thành phố Houston, Texas này. I'm putting together a couple of stories just so you get the idea of what God did. Tôi đang ráp một vài câu chuyện lại để quý bạn chị em có thể thấy và hiểu được vấn đề. But we also felt like we were supposed to connect Houston with Indonesia. Và chúng tôi lúc bây giờ cũng cảm nhận rằng phải có một sự kết nối giữa thành phố Houston và nước Indonesia. Amazing nation, one of the more prayerful nations on earth. Chúng ta biết rằng Indonesia là một cái nước rất là đặc biệt và đây là một cái nước có cái tinh thần cầu nguyện lớn nhất ở trên thế giới này. It was also the nation that my friend here landed in as he was a refugee with the boat people. Và cũng là cái đất nước mà mục sư người bạn của tôi đang đứng ở tại đây, thuyền của ông đã cập bến ở tại Indonesia. So again, we launched a partnership Houston with Indonesia. Và chúng tôi đã có một cái khởi động, đó là nối kết của Indonesia và Houston, Houston và Indonesia. But what we weren't expecting was this. Và cái điều mà chúng tôi không có ngờ. We thought we could put our arms around Indonesia and maybe unite the churches to say, let's together. Come together and serve Indonesia. Chúng tôi nghĩ rằng cái chức vụ của chúng tôi là như là một cái vòng tay ôm nước Indonesia và nói rằng xin chúng ta cùng đến để chúng ta cùng hiệp nhất và cùng làm việc với nhau. We were thinking as Westerners. Chúng tôi suy nghĩ giống như là những người Tây phương. But one of the leaders from Indonesia who started the National Prayer and Mission Networks. Thì có một người lãnh đạo đã bắt đầu cái chức vụ và chương trình cầu nguyện cho cái mạng lưới cầu nguyện ở bên đó. As he came to visit Houston, khi ông đến và thăm thành phố Houston, he said to me, "Now, Tom, I know what we're supposed to do in this partnership." Và ông nói với tôi rằng là, "Tom ơi, tôi biết cái việc là chúng tôi phải làm gì trong cái mối liên hệ này của đất nước của tôi và thành phố Houston." I said, "What is that?" Tôi hỏi gì chứ, cái đó là gì? He said, we are supposed to be praying for Houston. Đó là chúng tôi nhận được cái gánh nặng, đó là sẽ đứng vào trong vị trí và cầu nguyện cho thành phố Houston. At that time they had 118 citywide prayer networks. Lúc bây giờ thì họ có một cái mạng lưới cầu nguyện của 118 thành phố lớn của họ. So I knew this was a big gift they were offering. Lúc bây giờ tôi nghe cái điều đó, tôi biết rằng đây là một cái món quà rất là lớn mà họ tặng cho Houston. We decided we needed to form a citywide team called Houston Praise just to identify prayer points to send to them. Và chúng tôi lúc bây giờ thì gom mời các mục sư, các chức vụ cầu nguyện ở trên thành phố Houston này để có thể gửi cho họ
những cái điểm, những cái nhu cầu cần cầu nguyện để họ có thể bắt đầu cầu nguyện. So that began in the year of 2002. Và đó bắt đầu năm 2002. We watched Indonesia, the prayer movement begin to grow and multiply. Chúng tôi quan sát và nhìn xem cái mạng lưới cầu nguyện của Indonesia bắt đầu và nảy nở ra và phát triển ra. The first time I was there was in 2002, and they expected 500 leaders for their prayer conference. Năm đầu tiên mà tôi có mặt tại đó năm 2002, họ mong đợi khoảng chừng 500 những người lãnh đạo và cầu nguyện đến để tham dự. But God had bigger plans. Nhưng mà Chúa có chương trình lớn hơn. 1,700 came. 1,700 người đến tham dự. Can you imagine planning an event for 500 and 1,700 show up? Anh xem có hình dung được chúng ta chuẩn bị một cái chương trình hội nghị dành cho 500 người mà 1,700 người đến tham dự không? At the beginning of that conference, they had 128 citywide prayer networks. They had grown by 10 more. Và bắt đầu của cái của hội nghị đó thì chúng ta biết rằng họ có 128 thành phố. Bây giờ thì tăng lên thêm 10 thành phố nữa. This was my first time in Indonesia. Đó là cái lần đầu tiên mà tôi đến Indonesia. So I really didn't understand what was going on. Lúc bây giờ thì tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở bên đó. But during that week, 95 new citywide prayer networks were birthed. Rồi trong tuần đó thêm hơn 90 thành phố và mạng lưới cầu nguyện đã được sinh ra, đã được bắt đầu từ đó. One year later, when we came back for their national prayer conference, một năm sau khi chúng tôi trở lại trong cái ngày đất nước của họ cầu nguyện, instead of 500 or 1,700 leaders gathered, thay vì 500 hay là 1,700 người lãnh đạo của họ họp lại trong cuộc hội nghị đó, there were 11,000 from 360 cities of Indonesia. Thì là 11,000 người đến từ hơn 360 quốc gia, xin lỗi, thành phố lớn của họ đến tham dự. God was exploding their passion for prayer. Chúa thật sự đã bày tỏ một cái sự bùng nổ ra của tinh thần cầu nguyện ở tại Indonesia. I just got back from my 35th trip to Indonesia. Tôi mới trở về từ cái chuyến thứ 35 mà tôi đã ghé thăm cũng như là sang Indonesia. They are more united and more prayerful than ever. Họ thật là có một cái sự hiệp một và tinh thần cầu nguyện của họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. But their heart for prayer has captured God's heart for lost people. Và cái tinh thần cầu nguyện của họ đã họ bắt được tấm lòng của Đức Chúa Trời cho những người lạc mất. How many of you know you can't connect with God without connecting with His heart for lost people? Có bao nhiêu người trong chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào nối kết, chúng ta tương giao được với Đức Chúa Trời mà chúng ta không tiếp xúc được với tấm lòng của Ngài đối với những người lạc mất. So, I love Asia. Tôi rất là yêu thương Á Châu. I've watched from Indonesia the spark of prayer spread in Vietnam. Và tôi từ Indonesia cũng thấy được những cái đốm lửa đầu tiên đã nổi lên cho chương trình và tinh thần cầu nguyện cho I know you know about it, but it's amazing what God has done. Chúng tôi thấy và quan sát và anh chị em cũng biết điều đó và thật là lạ lùng để có thể quan sát công việc như vậy. Prayer towers have emerged everywhere across Vietnam. Và chúng ta biết rằng tại Việt Nam chúng ta những tháp cầu nguyện đã được mọc lên ở nhiều nơi. Indonesia has a special gift of unity. Cái ơn đặc biệt của Indonesia đó là cái sự hiệp một. So they've seen so many different parts of the body of Christ united in prayer. Họ đã thấy được nhiều hệ phái cũng như là thân thể của Đấng Christ đã hiệp lại với nhau, hiệp nhất trong sự cầu nguyện. Expressions of prayer with youth, with children, with women, with unreached peoples. Amazing expressions of prayer. Họ đã bày tỏ cái tinh thần cầu nguyện tập trung cho những người trẻ, cho những người nghèo cũng như là những người không có nhà cửa, vô gia cư. So I want to share one passage of scripture with you. Tôi muốn chia sẻ một đoạn kinh thánh với anh chị em. From Ephesians chapter 3. Trong Ephesos chương 3. I love the book of Ephesians. Tôi rất là yêu thích cái thư Ephesos. Because it's like it's one prayer throughout the whole six books. Nó như là một cái lời cầu nguyện diễn ra trong suốt sáu chương của thư Ephesos.
So as we're going into prayer here, I want to read Paul's prayer for the Ephesians. Và trong lúc chúng ta sẽ đi vào trong sự cầu nguyện buổi tối hôm nay thì tôi muốn đọc cái lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho hội thánh ở thành Ephesus. He says beginning in verse 14. Bắt đầu trong câu số 14. For this reason I kneel before the Father from whom every family in heaven and earth derives its name. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. I'll just let you read the rest of it in Vietnamese through the end of the chapter. Tôi nhờ mục sư Khánh sẽ đọc từ câu 14 cho đến hết đoạn của đoạn 3 của Ephesos. Ấy vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để khi anh em đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương và được hiệp một cùng với các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Yeah. Verse 16, I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being. Câu số 16 chúng ta nghe lại. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Christ may dwell in your hearts through faith. Có thể ngự trong lòng anh em bởi đức tin. Christ in us, the hope of glory. Đấng Christ ở trong chúng ta, đó là niềm hy vọng của vinh hiển. The one we worship and adore. Đấng mà chúng ta thờ phượng và tôn quý. The creator of the universe. Đấng dựng nên vũ trụ này. The God of love. Đức Chúa Trời của yêu thương. The victorious one. Đấng đắc thắng. The awesome one. Đấng vĩ đại tuyệt vời. The one that was before creation. Đấng đã hiện hữu trước buổi sáng thế. The one who was so full of love and joy amongst himself in the Trinity. Là đấng mà đầy tình yêu thương và sự hiệp một ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời. That they had to share it. Đó là vì vậy mà Ngài phải chia sẻ cái tình yêu đó. Knowing the cost. Và biết cái giá phải trả. Seeing us here today. Để thấy chúng ta được ngồi ở trong nhà của Ngài ngày hôm nay, trong buổi tối hôm nay. Wanting us to be part of his forever family. Muốn chúng ta được trở nên phần tử của gia đình của Ngài. Paul is praying that Christ may dwell in our hearts by faith. Phaolô cầu nguyện để Đấng Christ có thể bởi đức tin ngự ở trong lòng của anh em. I pray that you being rooted and established in love. Tôi cầu nguyện để anh em khi đã đâm rễ vững nền ở trong sự yêu thương. He is the God of love. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời của sự yêu thương. He can't help himself. Ngài không thể làm gì khác hơn được. That is who he is. Đó là chính Ngài. The God of love. Đức Chúa Trời của tình yêu thương. The essence of love. Ngài chính là sự thể hiện của tình yêu thương. That you may have power together with all of the Lord's holy people. Để anh chị em có thể được hiệp một với dân sự của Chúa. To grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Để cùng với các thánh đồ có thể hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. And to know this love that surpasses knowledge. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. Hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. Được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. What a prayer. Thật là một lời cầu nguyện lạ lùng. Christ dwelling in us. Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta. The God who loves us.
Đức Chúa Trời đấng yêu thương chúng ta. The God who loves the lost. Đấng yêu thương những người lạc mất. Dwelling in our hearts by faith. Ngự trong lòng chúng ta bởi đức tin, ngự trong lòng chúng ta. That love that surpasses knowledge. We can't grasp the fullness of it. Cái tình yêu thương đó vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không thể nào dò nổi, chúng ta không thể nào hiểu được hết cái tình yêu, cái bề cao, bề rộng, bề sâu của tình yêu của Chúa. And he gives a benediction at the end. Và chúng ta thấy ông có một cái lời ca ngợi ở phía cuối. Now to him who is able to do immeasurably more. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta. Than all we can ask or even imagine. Có thể làm trỗi vô cùng mọi việc chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. He is able to do immeasurably more. Ngài là đấng có quyền làm trỗi hơn vô cùng. Than all we can ask or imagine. Nên tất cả những gì mà chúng ta có thể cầu xin hoặc có thể suy tưởng nổi. According to his power that is at work within us. Theo như quyền lực cảm động ở trong mỗi một chúng ta. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Nguyện xin Ngài được vinh hiển ở trong hội thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. God is so active. Chúa Ngài đang hành động và God is so active. Đang rất là He is uniting his church. He is uniting his church. Hiệp một hội thánh của Ngài. I know this church has had such a passion to be a part of the uniting of the body of Christ. Tôi tin rằng hội thánh này cũng có một cái tinh thần muốn hiệp một với thân thể của Chúa, hội thánh của Chúa. The fulfillment of Jesus' prayer in John 17. Cái sự ứng nghiệm của lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu trong Giăng chương 17. That we would be one. Đó là chúng ta được làm một. As Jesus and the Father are one. Như Đức Chúa Giêsu Christ và Chúa Cha là một. That we would be made completely one. Để chúng ta có thể cùng hiệp một trọn vẹn. He prays, I in them and you in me. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện là con ở trong họ như Cha ở trong con và con trong Cha. So that they may be made completely one. Để họ có thể hiệp một cách trọn vẹn. Then the world will know. Để rồi thế giới sẽ biết. That you have sent me and have loved them even as you love me. Đó là Chúa Ngài đã sai, Cha đã sai con như Cha đã yêu thương con và con yêu thương họ. I'm going to share one other little story, if that's okay. Tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện nhỏ nữa. In May of this year, it was Mother's Day. Năm nay vào tháng 5 của năm nay vào ngày của lễ mẹ. I was up very early in the morning on Sunday morning. Tôi thức dậy rất là sớm trong Chủ nhật hôm đó. I was getting ready to go to Indonesia that next week. Tôi chuẩn bị để đi đến Indonesia trong tuần kế tiếp đó. We were having an event called the World Prayer Assembly 2. Và chúng tôi có một cái cuộc hội nghị gọi là cái chương trình cầu nguyện của thế giới là lần thứ hai. We'd had one 10 years earlier in 2012. Và 10 năm trước đó thì chúng tôi đã có một cái hội nghị như vậy năm 2012. Pastor Khan was there. Mục sư Khánh có mặt ở tại đó. There were several hundred Vietnamese. Và cũng có vài trăm anh em ở trong nước Việt Nam ra tham dự. 9,500 leaders from 86 nations gathered in Indonesia. Yeah, 9,500 những người lãnh đạo của các nhóm cầu nguyện họp lại ở tại Indonesia trong lần đó. Korea was the co-host nation. Và nước Nam Hàn là cái nước để đồng đứng chỗ tổ chức. On the final night of that event. Và trong cái đêm cuối của cái kỳ hội nghị đó. Over 100,000 people gathered in the National Stadium for a 4-hour prayer meeting. Hơn 100,000 người đã đến ở tại sân vận động quốc tế của họ của nước của họ. But it was happening simultaneously in 378 other cities. Và cùng một lúc thì có khoảng chừng 380 cái thành phố khác nối kết vào trong cái buổi cầu nguyện đó. Somewhere around maybe 2-4 million people gathered for a 4-hour prayer. Có thể có từ 3 cho đến 5 triệu người đã tham dự trong cái chương trình cầu nguyện đó. We believe God heard their prayers. Tôi tin rằng Chúa Ngài đã nghe lời cầu nguyện của Ngài trong đó. Ngài nghe lời cầu nguyện của Indonesia chúng tôi. Was giving away their gift of prayer and unity to the nations. Và Indonesia đã ban tặng cái món quà của sự hiệp một và tinh thần cầu nguyện cho thế giới. So now in May this year, we were coming back 10 years later.
Và hôm tháng 5 vừa rồi chúng tôi trở lại sau một thập niên, sau 10 năm. But because of COVID, we could only have 50 internationals come. Bởi vì COVID cho nên chỉ có được đại diện của 50 lãnh đạo của thế giới đến. 25 national level leaders from Indonesia would join us. 25 lãnh đạo của các mạng lưới lớn của cầu nguyện của Indonesia đến tham dự. And we would pray together on a digital platform this time. Và chúng tôi cầu nguyện ở trong cái chương trình của điện tử. Indonesia had over 500 cities join us. Và Indonesia đã có trên 500 thành phố tham dự. Probably about 500,000 people joined us. Chắc là cũng tối thiểu cũng khoảng nửa triệu người đã tham dự. Plus 11 regions of the world also joined us. Và 11 vùng của thế giới cũng tham dự vào trong chương trình cầu nguyện. And this time we really became family. Và lần này thì chúng tôi thực sự đã trở nên như là một gia đình. But on that Mother's Day morning, I'm getting ready for this event. Buổi sáng của ngày lễ của mẹ ở trong tháng 5 đó, tôi chuẩn bị cho cái cuộc hội nghị này. I just gotten over COVID on the Friday before. Mới thắng được COVID đêm trước. I wasn't sure that I was going to be able to test to get on the plane to go yet. Lúc đó thì tôi cũng biết là mình có thể thử xét nghiệm để xem mình có thể lên máy bay để tham dự hay không. There were so many details we were doing because we were doing things differently with videos and connecting so many different people. I had this big list of things that needed to get done. Có rất là nhiều việc cần phải làm về vấn đề video và mọi thứ. Tôi có một cái bảng danh sách rất là dài những việc cần phải làm. An impossible list. Có thể nói là một cái danh sách của những điều không thể thực hiện được trong sức của con người. I was looking at that list just before, excuse me, wanting to have a prayer time. Tôi xem lại cái bảng liệt kê đó trước khi tôi bước vào trong thời gian cầu nguyện. And I heard God speak to me. Và tôi nghe Chúa ngài phán với tôi. He just said, "Come have coffee with me." Tôi nghe Chúa ngài nói với tôi, con hãy đến và uống một tách cà phê với ta. If you don't drink coffee, please forgive me. Nếu quý vị không phải là người uống cà phê sáng thì xin tha thứ cho tôi. I knew his voice. Tôi rất là quen với tiếng phán của Chúa. It was so sweet. Thật là ngọt ngào với tiếng phán của Chúa. All of a sudden my list didn't seem so important. Thình lình cái bảng danh sách dài của những việc bất khả thi đó nó không còn quan trọng nữa. I didn't think God drank coffee, but he knew I loved it. Tôi không tin rằng Chúa ngài uống cà phê, nhưng mà Chúa biết rằng tôi rất là thích uống cà phê. I walked up to the prayer room we have upstairs. Và tôi bước vào trong cái phòng cầu nguyện mà chúng tôi có ở trên tầng nhì của nhà của tôi. It was full of microphone stands and light poles. We had been doing videos. Tại đó thì các chân của microphone cũng như là dây nhợi bị chúng tôi tại đó chúng tôi sử dụng để quay video. I said this will never do. This will never do. Và nói rằng phải làm những gì cần phải làm. So I moved everything out of the room. Và tôi dọn những thứ đó ra khỏi phòng. Just a little table, a chair. Chỉ có một cái bàn và một cái ghế. A journal and my Bible. Tôi đem cái cuốn nhật ký của tôi và cuốn kinh thánh. And I sat there. Và tôi ngồi xuống. And for the next couple of hours. Và khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó. The words from John chapter 15 verse 9 came. Và lúc bây giờ thì
Giăng chương 15 câu số 9 đã đến với tôi. As the Father has loved as the Father has loved me, so have I loved you. Như Cha đã yêu ta thế nào, ta cũng yêu các ngươi thế. Forgive me. I'm going to try to get through this. And I was experiencing the love that the Father had for Jesus. He was pouring it on me. Và tôi đã thật sự kinh nghiệm cái tình yêu mà Chúa Cha có cho Chúa Con đã tuôn đổ trên tôi trong giây phút đó. It was like he didn't want me to do anything. Tôi có cảm nhận là Chúa không muốn tôi làm gì khác. He just wanted me to be there. Ngài chỉ muốn tôi dành thời giờ yên lặng ở với Ngài. With him. Với Ngài. It was an overwhelming love. Và cái tình yêu của Chúa đã chiếm hữu tôi trọn vẹn. It was a love that overcomes every barrier. Là cái tình yêu mà vượt qua tất cả những cản ngại. There's no room for offense in that love. Không có cái chỗ của tổn thương, dễ tổn thương ở tại đó. This God who forgives and loves and reconciles, full of mercy. Đấng yêu thương, đấng giảng hòa, đầy lòng thương xót. After a couple of hours, I felt I had to go and overflow to other people. Và sau một vài tiếng đồng hồ thì tôi có một cái cảm nhận là tôi cần phải đi để san sẻ và chuyển cái sự đầy dẫy này của tình yêu của Chúa cho những người khác. It was an uncontainable love. Có thể nói là một cái tình yêu mà không có sức để có thể chứa nổi. It had to be shared. Phải được chia sẻ ra. It was a love that could overcome every barrier. Là cái tình yêu mà có thể vượt qua tất cả những hàng rào, những cái cản ngại. Barriers of language and culture, barriers of tradition and generations. Những hàng rào của ngôn ngữ, của dân tộc. God was getting me ready for the trip. Chúa ngài chuẩn bị tôi cho cái chuyến đi đó. Because he wanted us to become family. Bởi vì Chúa muốn chúng ta thật sự trở nên một gia đình. One of the big challenges of the global church. Một trong những điều thách thức lớn cho hội thánh của Chúa chung ở trên thế giới, hội thánh phổ thông của Chúa. Is that while we all love God. Trong lúc tất cả chúng ta, tôi tin rằng yêu Chúa. Sometimes we have a hard time and we become divided from one another. Và chúng ta lại gặp cái trở ngại đó là có một sự chia rẽ giữa chúng ta với nhau. Our cultures divide us. Cái văn hóa của chúng ta, phong tục của chúng ta nó chia rẽ chúng ta. Our languages divide us. Rồi cái ngôn ngữ nó chia rẽ chúng ta. Our generations can divide us. Rồi các thế hệ, tuổi tác của thế hệ cũng chia rẽ chúng ta. But God's not divided. Nhưng mà Chúa thì Ngài không bao giờ chia rẽ. His love is so great. Tình yêu của Ngài quá lớn lao và vĩ đại. It is so beyond anything we know on a human level. Nó vượt cao hơn tất cả những gì mà trí óc của chúng ta có thể hiểu nổi. That it compels us to become one. Để kéo chúng ta và cuốn hút chúng ta để chúng ta trở nên một. It compels us to become one, but it also compels us to go to those who don't know him. Và cũng thúc đẩy chúng ta hiệp một với Ngài để chúng ta đi đến với những người chưa biết Chúa. To see them with his eyes. Để chúng ta có thể nhìn họ với ánh mắt yêu thương của Chúa. To overcome every barrier. Để chúng ta có thể thắng hết tất cả những ngăn trở. To compel them to come and be part of the family. Để chúng ta có thể ép mời họ, để họ có thể trở nên phần tử của gia đình của Chúa. I believe that we are in the greatest time of harvest in all of history. Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong một cái mùa thu hoạch vĩ đại nhất ở trong lịch sử của nhân loại. And I believe the defining characteristic of that will be this. Và tôi tin rằng Chúa ngài sẽ bày tỏ ra những cái nét của công việc của sự hiệp một của Chúa. Calling each one of us back to that first love, intimacy with him. Chúa ngài đang kêu gọi chúng ta trở lại với tình yêu ban đầu và cái sự mật thiết của chúng ta với Ngài. It's like I experienced way back in India. Như tôi đã
kinh nghiệm cái như câu chuyện mà tôi kể với anh chị em khi tôi ở tại Ấn Độ. His broken heart for lost people. Đó là cái tấm lòng của Chúa tan vỡ cho những người lạc mất. He wants to renew that intimacy with him. Và Ngài muốn làm mới lại cái giây phút gần gũi thân mật đó giữa tôi với Chúa. I pray that out of his glorious riches. Và tôi cầu nguyện để bởi sự vinh hiển lớn lao của Chúa. Strengthen you with power in your inner being. Ngài sẽ làm cho anh chị em mạnh mẽ con người bề trong. So that Christ may dwell in your hearts by faith. Để anh chị em được bởi đức tin được Đấng Christ ngự trong lòng anh em. I pray that you being rooted and established in love. Và tôi cầu nguyện anh chị em sẽ đâm rễ vững nền trong tình yêu của Ngài. May have power together with all the saints. Để chúng ta sẽ cùng nhận phước hạnh to với grasp các thánh đồ. How high and long and wide and deep is the love of Christ. Để chúng ta có thể hiểu được chiều cao, chiều sâu và chiều rộng của tình yêu của Đấng Christ. That you may know this love that surpasses knowledge. Để anh chị em có thể hiểu được cái tình yêu vượt quá sự hiểu biết này. That you would be filled to the measure of all the fullness of God. Để anh chị em có thể tràn ngập đời sống của anh chị em với sự vinh quang của Chúa. That you would be filled to the measure of all the fullness of God. Anh chị em có thể kinh nghiệm được một cái sự đầy trọn, một cái trọn vẹn của tình yêu của Đấng Christ. So I wonder if we could just, if it's okay, stand. Tôi xin mời anh chị em ở trong thời giờ nếu có thể được xin chúng ta cùng đứng lên. And maybe gather in groups of two or three. Và đứng vào trong một cái nhóm 2 cho đến 3 người. Just gather if you would with groups of 2 or 3. Và chúng ta cùng đến với một cái nhóm 2-3 người. And pray for one another. Và cầu nguyện cho nhau. I believe God wants to baptize us in his love. Tôi tin rằng buổi tối hôm nay Chúa ngài muốn bắt tem chúng ta một cách tươi mới với tình yêu của Chúa. I believe he wants to call us to that intimacy tonight. Tôi tin rằng Chúa ngài muốn kéo chúng ta đi vào ở trong cái tình yêu ban đầu và mối tương giao mật thiết với ngài. So let's pray this prayer from Ephesians for one another. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cái lời cầu nguyện ở trong Ephesians chương 3 này cho nhau. Let's commission one another. Let's call each other into the love of God. Hãy công bố và mời lẫn nhau bước vào trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Let's ask him to baptize us afresh with his love. Xin Chúa ngài nhận chìm chúng ta, bắp tem chúng ta một cách tươi mới ở trong tình yêu của ngài. It's so far beyond what we can hope or imagine. Sẽ là điều lớn lao hơn tất cả những gì chúng ta có thể hình dung được, tưởng tượng được. But he is so eager. Ngài rất là mong so muốn. Eager. Ngài rất muốn. He is so eager to show us his love. Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta tình yêu của Ngài. So receive it now. Pray for one another. Hãy đón nhận tình yêu của Chúa và cầu nguyện cho nhau. If you're watching online, join us. Đang quan sát và theo dõi chương trình Wherever cầu nguyện you are, if you're online. With somebody else, join together and pray for one another. Nếu anh chị em có đứng gần một ai pray đó, out of anh chị em của chapter mình. Chapter 3, pray that out of his glorious riches he would strengthen you with power. Hãy cầu nguyện cho nhau theo như Ephesians chương 3 để that Chúa ngài sẽ dwell làm chúng ta by faith. Mạnh mẽ ở trong tình yêu thương của ngài. That he would reveal the fullness of his love to you. Để bởi đức tin ngài sẽ bày tỏ tình yêu của ngài cho chúng ta. Oh, he loves you so much. Ngài rất là yêu thương anh chị em. Let's pray. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Hallelujah. Xin bao phủ chúng con bằng tình yêu của Ngài. Mỗi một chúng con được dầm thấm ở trong tình yêu của Chúa. Ngài khen Chúa. Thank you.
nhúng chúng con một cách trọn vẹn, dầm thấm chúng con trong tình yêu của Ngài, hỡi Chúa. Đồng đầy chúng con với tình yêu của Ngài, thì nó không còn có chỗ của kỳ thị, của chia rẽ, của hàng rào ngăn cản. Chính tình yêu của Chúa sẽ kéo chúng con lại với nhau. Xin dây nhân tình và sức yêu thương của Ngài, hỡi Chúa Thánh Linh, cột chặt chúng con lại với nhau, để chúng con được hiệp một với nhau như Chúa Giêsu được hiệp một với Chúa Cha. Ban phước Chúa Giáo để chúng con có thể kinh nghiệm được tình yêu của Ngài vượt quá tất cả những sự hiểu biết của chúng con. Xin giúp đỡ Chúa Giáo nới rộng tấm lòng của chúng con để chúng con có thể học biết và hiểu được chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của tình yêu của Ngài cho chúng con là lớn dường nào. Ô lạy Chúa, xin giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Chúng con nhận biết mình không có tình yêu của Chúa tự chúng con không có. Chúng con vốn là những kẻ ích kỷ, chỉ biết lo cho mình và những điều tiện nghi cho mình. Nên Chúa ơi, xin hành động, xin nhân chìm chúng con ở trong tình yêu của Chúa, để chúng con được dầm thấm, được ướt sũng ở trong tình yêu của Ngài, để chúng con không thể nào làm điều gì khác hơn được, đó là yêu thương, yêu thương nhau, yêu thương những người lạc mất. Là Chúa, xin tình yêu của Ngài bẻ gãy đi hết tất cả những hàng rào, tất cả những điều mà loài người của chúng con đã dựng nên, những khoảng cách mà chúng con đã lập nên, cũng như những hố sâu mà chúng con đã đào. Tình yêu của Chúa giờ này Chúa giấu lấp đầy tất cả những ngăn cách đó, và lại Chúa bẻ gãy hết tất cả những hàng rào, và chúng con sẽ thấy một sự hiệp một siêu nhiên từ nơi tình yêu của Ngài. Con cầu nguyện điều này cho hết thảy con dân Chúa của VBC Houston có thể kinh nghiệm được ở trong ơn của Ngài. Thì chúng con không thể nhận được quyền năng của Chúa và kinh nghiệm được quyền năng của Ngài trong mức độ chúng con đáng phải nhận, cho đến khi chúng con được Chúa Ngài lấy dây nhân tình và sức yêu thương của Ngài và cột chặt chúng con lại với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin tha thứ cho chúng con với những hành động, với những lời nói gây ra chia rẽ, làm cho thương tổn thân thể của Ngài. Xin Chúa nghe tha thứ. Là Chúa, những thái độ của những người lãnh đạo mà chúng con đã thấy ở trong những năm tháng qua, khiến cho hội thánh của Chúa ở trên thành phố này, trong cộng đồng này, không thể hiệp một lại với nhau. Là Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Và trong mức độ của những người lãnh đạo, chúng con cũng sẽ được Chúa Ngài thăm viếng, Ngài ban phước. Và lại Chúa, buổi tối hôm nay con cầu nguyện điều đó cho tất cả các mục sư của Hội Thánh Việt Nam của chúng con ở trên thành phố này. Thăm viếng mỗi một chúng con, dầm thấm chúng con ở trong tình yêu của Ngài, để chúng con sẽ thấy sẽ có một sự hiệp một bởi tình yêu thương của Chúa. Kết chặt lại chúng con với nhau để chúng con có thể bước vào một mức độ lớn hơn, mức độ vĩ đại mà Chúa Ngài đã định, của sự không biết của chúng con về Ngài, để rồi chúng con có thể được Chúa Ngài sử dụng, để chúng con có thể kinh nghiệm được một sự dư dật ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Xin Chúa Ngài làm việc, hành động ở trong chúng con bởi tình yêu của Ngài, Chúa giáo. Để rồi chính quyền năng đó, cảm động trong chúng con, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng con có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Cảm ơn Ngài. Vì chúng con đã kinh nghiệm được một mức độ của những điều lớn lao mà Chúa Ngài dành cho hội thánh. Nên Chúa, chúng con muốn bước vào và kinh nghiệm trong mức độ quá sức chúng con có thể xin, quá sức chúng con có thể suy tưởng. Chúng con ngợi khen Chúa. Xin hành động và ban phước Chúa giàu. Con cảm ơn Ngài, vì chúng con tin rằng thế giới lạc mất ngoài kia đang cần trải nghiệm tình yêu của Ngài. Xin báp têm chúng con trước
đầy dẫy trong chúng con với tình yêu của Ngài, để rồi chúng con sẽ ra đi và chúng con phân phối tình yêu của Ngài, yêu những người lạc mất, yêu những người hư mất. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Thánh Linh ơi, xin giúp đỡ. Thánh Linh ơi, xin nghe hành động. Đem tình yêu vô điều kiện của Chúa Cha rải khắp ở trong tấm lòng của chúng con, dầm thấm chúng con trong tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa. Để chúng con không thể nào làm gì khác hơn được, đó là chúng con yêu nhau, chúng con chăm lo, quan tâm đến nhau, chăm sóc anh chị em của mình. Và mạnh mẽ lan rộng Chúa Giêsu, để chúng con có thể yêu thương những người lạc mất. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.